đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Phú Giáo. Tại khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao An Thái, do công ty cổ phần nông nghiệp UVI đầu tư có tổng diện tích canh tác trên 411 hecta. Đến nay đơn vị này đã triển khai thực hiện 100% diện tích. Ngoài diện tích trang trại sản xuất, còn có các khu dịch vụ, nghiên cứu và phát triển tổng hợp, thực hiện trồng thử nghiệm và đại trà nhiều loại nông sản đạt chất lượng xuất khẩu nổi bật là mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, trồng chuối già hơn công nghệ cao và một số loại cây có muối. bằng việc đầu tư ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến của nước ngoài, mà năng suất nhiều loại cây trồng tại khu nông nghiệp này cao hơn 4 đến 5 lần so với phương thức sản xuất thông thường, chất lượng sản phẩm cây trồng đạt tiêu chuẩn Việt Gap, Global Gap, đem lại giá trị kinh tế cao, đưa nông sản địa phương đứng vững trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Đoàn công tác cũng đã đến tham quan mô hình nuôi gà thịt, giáp gà giống của trang trại chăn nuôi An Khương ở Sang Bình huyện Phú Giáo do Hội viên nông dân quyền Phú Giáo làm chủ. Anh Đinh Ngọc Khương, chủ trang trại và là hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi điển hình của tỉnh cho biết, toàn trang trại hiện có trên dưới 40.000 con gà bố mẹ, thêm 30.000 con gà hậu bị. Mấy năm trước anh Khương đã thực hiện chuyển đổi từ mô hình nuôi gà mái lá trại hở sang đầu tư nuôi trại kính có hệ thống làm mát nên cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Không chỉ nuôi gà thịt, anh Khương còn nghiên cứu và đầu tư máy ấp gà giống với công suất 600.000 con, đủ khả năng cung ứng nguồn giống tốt cho các trang trại gia công được anh ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm ở nhiều tỉnh thành, doanh thu mỗi năm của trang trại hơn trăm tỷ. Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam rất quan tâm đến mô hình sản xuất cá thể, nhưng ứng dụng công nghệ chăn nuôi khép kín này nên tìm hiểu khá kỹ về quy trình áp gà giống, phân phối và thu mua lại gia cầm để cung ứng cho thị trường. Đồng thời đề nghị các cấp hội nông dân ở Bình Dương nên tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho những nông hộ sản xuất kiểu mới, có thể mở rộng quy mô sản xuất và nhân rộng hơn nữa trong thời gian tới. Tôi đánh giá rất cao cái vai trò của hội cũng như chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho chủ trang trại thực hiện cái việc đầu tư về cái quy mô sản xuất. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mô hình rất là tốt. Và qua tìm hiểu thì ở Bình Dương thì không phải chỉ có một mô hình đâu. Rất nhiều công ty và chủ trang trại đã thực hiện được việc này. Thì với cái việc làm này thì tôi nghĩ rằng Hội hoạt động hội ở một cái tỉnh mà phát triển công nghiệp Thì đây là một lĩnh vực hết sức là đúng hướng à, Chúng ta tận dụng diện tích đất à, Đưa kỹ thuật vào Có quan trọng nhất là đầu ra của sản phẩm Mà việc này thì chủ trang trại và công ty làm rất tốt Chỉ có mô hình sản xuất cái dạng như thế này nè Thì à, có thể là chúng ta mới có một cái nơi mà sản xuất về hàng hóa nó đạt được cái chuẩn về chất lượng và đạt được số lượng để chúng ta có thể liên kết để tiêu thụ sản phẩm được. Thì qua đó thì đặt ra cho hội cần thành lập các cái chi hội, các cái tổ nghề nghiệp để cho những người nông dân hoặc là chủ trang trại hoặc là doanh nghiệp trên lĩnh vực nông nghiệp có một sự uh, giao lưu học hỏi tìm hiểu trao đổi một lĩnh vực sau để từ đó tìm công nghệ đầu tư tìm tiêu thụ sản phẩm và hay cái cách làm của anh chủ trang trại này là ảnh nhân rộng ra là, là cho nông dân nuôi theo cái kiểu mà chia lợi nhuận Thế từ đó cái sản phẩm uh, đi đến người tiêu dùng nó đạt được chất lượng tạo sự thương hiệu thì có nhiều sản phẩm hơn của nông dân bình dương có mặt trên thị trường không phải trong nước và cả thế giới